Em Thùy xin chào các bác đang theo dõi video của phiên trưa ngày 16 tháng 4 các bác nhé. Hôm nay thì em vừa mới về được một ít những cái mã hàng. Đấy là cát lay, hàng cát đại một lá các bác nhé. Cái dòng này thì là hàng cây trưởng thành. Một cây như thế này thì là nó sẽ có rất là nhiều lá. Các bác mua hàng thì gọi điện trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974 752 462 ạ. Và cái số điện thoại này là bên em đã kết nối Zalo rồi các bác nhé. Đấy, hôm nay thì em sẽ chia từng mã cho các bác nhà mình xem. Trước khi mà đi vào bán hàng thì em sẽ cho nhà mình xem một số những cái mặt hoa đã nở sẵn tại vườn rồi các bác nhé. Đây ạ. Rất là đẹp luôn. Mà cái bông của nó phải to bằng cái bàn tay luôn các bác ạ. Thậm chí là còn to hơn nha các bác nhé. Đó, toàn là những cái màu hoa gọi là quá là đỉnh luôn các bác ạ. Đấy. Hiện tại thì em sẽ bán cho các bác nhà mình những cái cây đã trưởng thành rất là to rồi. Các bác nhà mình về là chuẩn bị ngắm hoa các bác nhé. Vì cái dòng này là nó đã đứng lá rồi, nó chuẩn bị ra ngồng rồi các bác ạ. Thì một cây này thì nó sẽ có là 1, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 7 đến 9 thân các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Hôm nay em sẽ bán cho các bác nhà mình với giá là 400.000 trên 2 chậu như thế này em bao cước. Các bác mua đánh mã cho em đi, mã số 1 thì các bác mã số 1 cho em ạ. 400.000. Đơn số 1, em tùy bao cước luôn cho cả nhà nhá. Các bác thấy này, rất là nhiều cây, nhiều thân tơ luôn các bác ạ. Đây ạ. Bác nào mà lấy lẻ một cốc thì em sẽ là 200.000 không bao cước, còn cả nhà mình mua hai chậu như thế này là sẽ 400k bao cước đơn số 1 cho em này. Tiếp theo đơn số 2 ạ, à. Các bác ơi to lắm, các bác ạ, lá như lá đai trâu luôn cho em nhé. Cây thì là cây có cả là cây đứng lá để chuẩn bị có nụ rồi này. Rồi là có cả măng thân tơ nữa, rất là đẹp luôn. Đây, các bác tưởng tượng là rất là to luôn các bác nhé. Nhìn thấy lá này, đó, ok chưa? Đơn số 2 ạ, à, cũng là 400.000 bao cước nhá. Cả nhà mình thích cặp nào thì gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0974 này, 752 462 ạ. Tiếp theo cặp số 3. Cặp số 3 này thì là quá trời là cây luôn các bác ạ. Đây cho em nhé. Trời ơi là nhiều lắm các bác ơi, toàn là thân tơ luôn đấy ạ. Đặc biệt là riêng cái dòng cát đại này, một lá này thì là một năm, nó gọi là ra hoa quanh năm luôn các bác ạ. Và cái đậu hoa của nó thì rất là bền. Nó sẽ ra hoa tầm khoảng là 3, 4, 5 lần trên một năm cũng có luôn các bác nhé. Đơn số 3 với giá là 400.000. Tiếp theo là đơn số 4 với giá là 400.000 luôn ạ. Em bao cước luôn cho cả nhà các bác nhé, 400k. Đây, những cái lá vàng này thì là cây nó cũng đã già rồi nên không quan trọng lắm đâu các bác ạ. Đa số là nhà mình lấy những cái này các bác về là tân tơ các bác ngắm hoa nhé. Đơn số 4 ạ với giá là 200.000 luôn, rất là to. Đơn số 4 bao nhiêu? 200.000. À 400.000. 400.000 các bác nhé, quên mất. 400.000 bao cước. Tiếp theo đơn số 5. Đơn này cũng là siêu to khủng long các bác này. Trời ơi sao mà nó to thế này các bác ơi. Đó, chuẩn bị là có nụ để cho nhà mình ngắm nhá. Hai măng đẹp này. Đơn số 5 400k. Đây, như bác nào mà lấy một cây ấy thì em sẽ chọn những cây to cho bác như thế này nhá các bác nhá. Đơn số 5 400.000. Đơn số 6 toàn là những cốc to thôi. Bình thường em thấy những cái vườn khác người ta đang bán giá tầm khoảng là 250 đến 270 một cốc to đẹp như thế này các bác ạ. Hôm nay em lấy được cái vườn này thì giá nó hợp lý nên để cho nhà mình giá nó hợp lý luôn các bác nhé. Đơn số 6 với giá là 400k luôn ạ. Toàn thân tơ đẹp lắm. Đơn số 7. Trời ơi các bác ơi, con nào cũng quá là đẹp luôn. Đơn số 7 400.000 bao cước. Đẹp nhỉ? Cát đại một lá, rồng một lá, lá to. Nó bông to thế này luôn. Bông nó to, phải to hơn cái bàn tay của mình này các bác ạ. Đơn số 8. Hoa thơm mà hoa nó bền lắm. Đây các bác này. Trời ơi. Phải quay từng mã cho bác như thế này các bác mới thấy là nó to. Đơn số 8 400k luôn ạ. Đơn số 9. Eo toàn những chậu siêu to lòng luôn này. Đơn số 9 cũng là 400.000 luôn. Cái lá như lá đai trâu luôn cả nhà ơi. Đơn số 10
cũng là 400.000 luôn. Dòng này thì cả nhà mình về chỉ việc là bác nào sang chậu thì sang nhé, còn không thì nhà mình cứ để nguyên như này cũng được. Đấy, đơn số 10 cũng là 400k. Tiếp theo bên này là em có một số những cái chậu Phú Thọ này. Phú Thọ có 2 chậu đúng không? 4 chậu gì cả, tất cả có. Đây Phú Thọ của em đấy các bác nhá. Phú Thọ này thì là gọi là hàng dầm mưa dãi nắng luôn đấy các bác ạ. Không có chăm, không có làm gì hết đâu. Em chỉ có treo ở ngoài thôi. Mà hôm nay thấy cái mầm gốc của nó đẹp quá nên là mang vào chia sẻ cho các bác nhà mình nhá. Đơn này, chậu này là 100.000 này. Đơn Phú Thọ 100k. Đấy. Tiếp theo đơn này số 1 nhá. Đơn Phú Thọ số 2 nhá. Đây là 180 này. 180.000. 1/4. Đây là nữ hoàng 28 à? Thọ. À, nữ hoàng đúng không? Chợ Tô Đàn kìa. Tiếp theo đơn này đơn nữ hoàng 28 các bác này. Nữ hoàng 28 này là em lấy rất là lâu rồi các bác ạ. Mà nó bị vỡ chậu á, nên là em cứ treo ở ngoài thôi. Nữ hoàng 28 bác lấy thì em cũng có thể là tháo chậu nhé, vì cái chậu ở trong nó bị vỡ rồi ấy các bác. Bán về cho nhà mình làm giống thôi. Cái lá này mầm gốc của nó như kiểu lá mít luôn đấy các bác ạ. 100.000 luôn được bác. 100.000 tháo chậu nữ hoàng 28. Tiếp theo bên này là con Phú Thọ luôn. Bác còn đóng có chậu bác 180, chậu đẹp. 180.000. Đó. 150. 150k. Các bác mua đơn nào thì nhà mình chụp ảnh cho em nhé. Hầu như là đơn nào nó cũng giống. Đây là mít tố đan. Mít tố đan em có một chậu thôi các bác ạ. Mít tố đan thì đẹp lắm luôn ấy. 300.000 cho đơn mít tố đan nhé các bác nhé. 2 thân hoa này và 4 mầm gốc. Mít tố đan 300.000. Bên này thì em còn được 3 dề kiều tím. Đơn kiều tím số 1 ạ. 250.000. 200k thôi. Đơn kiểu tím số 1 là 200.000. Cây lùn xanh đẹp cho em nhé. Đơn kiểu tím số 1 là 200. Đơn kiểu tím số 2 với giá là 1 triệu. Rất là nhiều nụ các bác nhé. Nụ thì rất là to luôn rồi ạ. Nụ đẹp. Kiểu tím số 2 với giá là 1 triệu. Siêu đẹp luôn. Kiểu tím số 3 đơn này là 3 triệu bao phí vận chuyển cho các bác nhà mình nhé. Rất là to luôn các bác ạ. Đơn này thì bác nào siêu tầm đơn này thì em tùy bao cước nhá, siêu to khủng long luôn. Đấy. Nụ rất là nhiều luôn các bác ạ, một xề gọi là rất là to các bác nhá. Đây này. Đơn số 3 với giá là 3 triệu kiểu tím ạ.